trong cái phần kể câu chuyện theo những cái bức tranh cho sẵn thì nhiệm vụ của các bé sẽ kể những cái câu chuyện số 2 nè, số 3 và số 4. Còn câu chuyện số 1 thì giám khảo sẽ là kể trước. Từ đó các bé sẽ nói theo một cái mạch câu chuyện của những bức tranh tiếp theo luôn, mà nó có sự gắn kết giữa các bức tranh. Ở bất cứ cái bức tranh nào thì cũng có một cái tựa đề. Thì bức tranh này có tựa đề là Mary at the Zoo. Thì giám khảo sẽ nói cái phần thứ nhất như sau. Mary is taking a bus to the zoo. She is very happy. And now you tell a story. Bây giờ đến lượt các bé kể câu chuyện. Now she is in front of the elephant. She is drinking a bottle of water. Next, she is pointing at pandas. The pandas are on the table. Next, she is sitting with pandas on the table. They are drinking tea and eating cakes. Là như thế là các bé đã thuyết trình xong cái câu chuyện ngắn. Thì để mà luyện cho các bé cái phần này thì mình có thể là hỏi mớm cho các bé những cái câu hỏi trước. Ví dụ như là where is she standing? Thì mình sẽ hướng dẫn các bé là she is standing in front of the elephant. Đấy. Hoặc là what is she doing? Thì mình hướng dẫn các bé là she is drinking a bottle of water. Tiếp bức tranh số tiếp theo thì mình có thể là hỏi các bé là where are the pandas sitting on? Đó. Hỏi những con gấu đang nằm ở đâu? Thì hướng dẫn là the pandas are sitting on the table. Hoặc là what is the girl doing? The girl is pointing at the pandas. Okay, next, where is Mary now? She is sitting on the table with pandas. Đấy, thì mình có thể hỏi những cái câu tương tự như thế để mà có thể là cho các bé làm quen dần, trả lời dần, thì từ từ bé sẽ được kể được một cái chuyện suông ha. Okay, thank you for listening.